Thưa quý vị, trong chiến lược phát triển thành phố, Đà Nẵng luôn thực hiện sự cam kết của mình với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đó là luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, cũng như nhiều đô thị lớn trên cả nước, Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu quỹ đất. Theo VCCI Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, Đà Nẵng luôn đứng ở top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiêu chí tiếp cận quỹ đất là một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng quan tâm và mong muốn thành phố tiếp tục cải thiện. Hầu hết doanh nghiệp đều cho rằng họ khó tiếp cận quỹ đất để mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư mới, mà nguyên nhân không phải do chính quyền thành phố thiếu quan tâm mà là do thiếu quỹ đất. Đà Nẵng thì trong những năm vừa qua cũng đã đẩy mạnh cái việc hoàn thiện quy hoạch, hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà cái việc để hoàn thành các quy hoạch, đặc biệt quy hoạch phát triển, đặc biệt là những quy hoạch về đất đai, tiếp cận đất đai của doanh nghiệp thì vẫn là còn rất nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư đến Đà Nẵng thì cái điểm khó của người ta vẫn là cái tiếp cận đất đai. Trên thực tế, Đà Nẵng có quy hoạch tổng thể phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Qua đó, nhà đầu tư nhìn thấy rõ được tiềm năng phát triển của Đà Nẵng, cũng như quy hoạch quỹ đất của thành phố theo hướng công khai, minh bạch. Tuy nhiên, để có quỹ đất sạch phục vụ nhà đầu tư đòi hỏi thời gian, lộ trình thực hiện. Còn hiện tại, quỹ đất sạch của Đà Nẵng khá hạn hẹp, chỉ tính riêng quỹ đất dành cho công nghiệp, trừ khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung, thì 6 khu công nghiệp tập trung hiện có của Đà Nẵng với tổng diện tích hơn 1.000 hectare, nhưng tỷ lệ lấp đầy đã đạt gần 90%. Trong khi đó, thành phố đã có chủ trương triển khai thêm nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp mới, nhưng do vướng mắc về thủ tục nên đến nay tiến độ vẫn rất chậm, dẫn đến việc tiếp cận quỹ đất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn rằng đứng về phía chính quyền cũng giống như bà đỡ, thì trong giai đoạn này cố gắng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được các cái nguồn đất đai thuê một cách hợp lý, và có thể các doanh nghiệp có những cái chính sách của các quỹ đầu tư của thành phố nằm trong cái khả năng của thành phố cũng có thể là hỗ trợ được cho những doanh nghiệp nào có đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn mà phù hợp, thì đó cũng là một cái nguồn tài chính giúp cho các doanh nghiệp. Có thể nói Đà Nẵng luôn nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành thành phố đáng sống, đáng đầu tư. Chính quyền thành phố cam kết nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế và chính sách đầu tư, trong đó nổi bật là thành phố sẽ chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư, sớm phê duyệt các quy định phân khu làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu cụm công nghiệp. Đà Nẵng cũng vừa công bố 34 khu đất để kêu gọi xúc tiến đầu tư, tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư đất đai, thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và quy trình lựa chọn nhà đầu tư.